Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa Việt Nam, con trâu tượng trưng cho sự cần cù, chịu thương chịu khó, những đức tính quý giá của người Việt. Với nền văn minh lúa nước thì con trâu còn là biểu tượng của của cải, bởi con trâu là đầu cơ nghiệp. Thậm chí, tậu trâu, lấy vợ làm nhà còn được xem là ba việc lớn trong đời người. Chính vì gần gũi với đời sống như vậy cho nên từ lâu, trâu đã len lỏi trong dòng chảy của văn hóa Việt. Trâu cũng mang nhiều ý nghĩa may mắn, tinh thần mới trong năm Tân Sửu này. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Với bản chất chăm chỉ, hiền hòa, từ bao đời nay, trâu đã là một người bạn gắn liền với đời sống làng quê, con người Việt Nam. Tất cả những cái con vật gì gần gũi nhất với người dân thì đều xuất hiện ngay từ đầu trong những bức tranh đồng hồ có 500 năm này rồi. Hà điệp cái thanh thanh, vũ thu phong nhất tướng mà. Buổi chiều hè mà nghe tiếng sáo diều thì cái cuộc sống nó thanh thản lắm. Đi theo các cái truyền thuyết ấy, thì ngay ở Hà Nội thì ta còn có những cái truyền thuyết về gắn với Hồ Tây chẳng hạn, sự tích con trâu vàng. Cũng khá nhiều địa danh mang tên là Kim Ngưu. Ta còn có những cái chuyện cổ tích vinh danh ông Châu là một nhân vật rất thông minh. Ví dụ trí khôn của ta đây. Trải qua hàng thế kỷ, nhiều đồng cỏ xanh đã phát triển thành những đô thị, thành phố hiện đại. Nhưng hình tượng chú Châu vẫn không hề vắng bóng, mà theo suốt dòng chảy văn hóa Việt. Các nghệ sĩ đương đại vẫn có những cách mới lạ để đưa hình ảnh chú Châu thêm gần gũi với nhiều thế hệ. Mỗi con trâu thì thường sẽ được đều đeo một cái mõ, và mỗi đàn trâu thì của nhà này nhà khác thì sẽ phân biệt nhau qua cái tiếng mõ đấy. Cái bộ nhà ngưu của mình nó được tạo hình từ hình tượng một cái mõ và một con trâu nhỏ. Thì cái mõ thì mình làm thì giống như một cái đình làng, con trâu là như một cái hạt mầm và được đặt ở đây như là gieo hạt, thì nó thể hiện cái tinh thần của văn minh nông nghiệp, văn minh lúa nước. Một năm Canh Tí nhiều biến động đã qua đi. Năm Tân Sửu tới, ai ai cũng mong muốn một năm mạnh khỏe, bền bỉ và kiên cường như tinh thần của những chú trâu, để đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hướng tới một năm bình an, thịnh vượng.